Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Máy giặt LG là một trong những dòng sản phẩm hiện nay được khá là nhiều khách hàng quan tâm, bởi vì thứ nhất là thiết kế mẫu mã đẹp, thứ hai là dòng máy giặt chuyển động trực tiếp, thứ ba là giá thành hiện nay cũng khá là ưu đãi. Một chiếc máy giặt 12 cân với model sản phẩm FV1412S3B hiện nay tại siêu thị điện máy Ecomart đang có giá ưu đãi cho các bác chỉ nhỉnh hơn 10 triệu đồng một chút thôi. Với dòng máy giặt này thì cũng khá là nhiều các bác khách hàng quan tâm và lựa chọn mua rồi. Rất nhiều các bác chưa biết cách sử dụng thì ngày hôm nay trong video này, Ecomart sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng máy giặt LG FV1412S3B cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể thao tác được cả nhà mình nhé. Đây là dòng máy giặt có thiết kế cửa ngang cho các bác, có núm vặn xoay, dễ dàng thao tác và dễ dàng sử dụng. Kết hợp thêm cho các bác đó là màn hình hiển thị ngay ở bên cạnh sản phẩm ạ. Tùy thuộc vào chất liệu quần áo mà các bác có thể lựa chọn các chương trình giặt sao cho phù hợp nhất. Ví dụ như là chương trình vải bông, chương trình turbo watt, chương trình đồ hỗn hợp, chương trình giặt nhẹ, chương trình giặt yên tĩnh. Thông thường những chương trình giặt như là chương trình giặt vải bông này, chương trình vải bông cộng này, chương trình turbo watt, chương trình đồ hỗn hợp, giặt nhẹ hoặc là giặt đồ yên tĩnh hay là giặt ngừa dị ứng thì những cái chương trình này nó đã bao gồm chương trình giặt hơi nước rồi. Tùy thuộc vào cái mức mà các bác mong muốn thì các bác có thể tùy chỉnh nó tăng lên về mặt nhiệt độ. Còn các chương trình như là giặt đồ tinh xảo, giặt đồ len, đồ thể thao, giặt nhanh, giặt đồ ga trải giường hay là các chương trình khác thì sẽ không tích hợp chương trình giặt hơi nước. Khi mà các bác giặt, đây ạ, các bác chỉ cần bật máy lên như thế này, ở nút nguồn, đây ạ. Đó, các bác có thể nhìn thấy ạ. Khi máy sáng đèn và có một vòng xoay chạy quanh thì tức là máy đã được bật. Hôm nay thì em sẽ giặt cho các bác ví dụ như là bình thường nhà mình hay giặt sẽ là đồ hỗn hợp đúng ạ. Tại vì sao nhiều bác bảo không hiển bảng hiển thị thời gian ra bên này? Bởi vì là với dòng máy giặt này nó có cân chỉnh AI cho nên nó sẽ nhận biết được cái khối lượng quần áo để đưa ra được cho các bác cái thời gian giặt phù hợp. Vì đây là một chiếc máy giặt mới chưa có quần áo cho nên là nó sẽ không hiển thị cái thời gian ra. Khi mà các bác sử dụng ở gia đình ở nhà mình ấy thì máy nó sẽ hiển thị cho các bác thời gian tùy thuộc vào quần áo các bác cho nhé. Đó, ở đây là ký hiệu AI để nó cân chỉnh này. Ở đây là sẽ là giặt này, rũ này và vắt các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ giặt chương trình đồ hỗn hợp, em xoay đèn sáng ở chương trình nào thì tức là chương trình đó hoạt động. Sau đó thì hôm nay em hơi nó đang giặt là nước lạnh là 40 độ. Em muốn giặt hơi nước lên 60 độ chẳng hạn. Mặc dù là cái này đã tích hợp rồi nhưng em muốn lên 60 độ. Đó, các bác thể nhìn em thì chọn hơi nước thôi. Và hơi nước và nó sẽ tùy chỉnh nhiệt độ. Đây ạ. Đấy, các bác thể nhìn thấy nha. Với cái chương trình giặt đồ hỗn hợp thì hơi nước có thể lên tới 60 độ cho các bác. Ví dụ quay ra chương trình giặt yên tĩnh thì để sẽ xem nhiệt độ hơi nước sẽ lên được khoảng bao nhiêu nhá. Đó, các bác thể nhìn thấy ạ. Tùy chỉnh nhiệt độ thì sẽ ấn ở đây. Ở dưới này thì sẽ là turbo watt. Turbo watt này sẽ là rũ này. Các bác muốn quần áo giặt tay, các bác chỉ cần cho vào rũ thôi. Thì các bác có thể chọn rũ này, hoặc là chọn giặt kỹ này. Còn muốn hẹn giờ thì nó có thể hẹn giờ cho các bác lên tới là 24 giờ. Hoặc là thêm đồ giặt. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Đặc biệt hơn là có thêm kết nối wifi cho cả nhà mình luôn. Với mẫu máy giặt này thì sử dụng cực kỳ đơn giản rồi. Thao tác dễ dùng, ai cũng có thể dùng được. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm cũng như là cách dùng, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.